Có bạn nào đã từng bị mụn rất nhiều và nó khiến cho các bạn cảm thấy mất tự tin trong cuộc sống, bế tắc trong tình yêu và luôn mong muốn mình có một cái làn da khỏe đẹp không bị mụn? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với một vị khách hàng của nhà Chibon nhé. Chào anh Đạt. Chào em. Anh Đạt có thể giới thiệu cho tất cả những người đang xem video này về bản thân anh và chia sẻ những cái khó khăn mà anh đã gặp phải trước khi mà anh đến với Chibon Spa được chứ? Ok. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Đạt, năm nay 28 tuổi, hiện mình đang làm sale tín dụng. Và các bạn có thể biết, nghề sale là một nghề thường xuyên phải gặp khách hàng. Và trong cuộc sống của chúng ta, việc gặp khách hàng hay những đối tác làm ăn hay những cuộc gặp với những người bạn là điều chúng ta làm nó hàng ngày. Và đứng trước mỗi cuộc gặp như vậy, bản thân mình thường cảm thấy rất là mất tự tin. Kể cả gặp những người bạn thân, mình cũng cảm thấy rất là ngại hay mất tự tin. Lúc đó mặt của mình rất là nhiều mụn, viêm và các vết thâm. Mỗi khi mình ngồi trước mặt khách hàng, mình thường cúi mặt xuống và tránh ánh mắt của họ. Và các bạn có thể thử hình dung ra cái việc mà mình mang một cái tâm lý mất tự tin như vậy khi gặp khách hàng thì rất khó để có thể thuyết phục họ, phải không? Thế là mình đã quyết định là phải đi chữa mụn ngay chứ không để tình trạng đó kéo dài thêm được nữa. Dạ vâng, em rất là cảm kích khi mà ngồi đây nghe anh Đạt chia sẻ như vậy. Vậy thì anh Đạt cho em hỏi là anh đã biết đến Chibon Spa được bao lâu rồi ạ? Anh biết đến khoảng 1 năm nay rồi. Một năm nay rồi mà 3 tháng trở lại đây anh mới quyết định đi chữa. Cũng phải nói thật với em, trong cái thời gian đó thì anh cũng đang tìm hiểu thêm về spa của bên em. Thì trước đây bản thân anh cũng đi chữa ở nhiều nơi rồi nhưng mà chưa đạt được cái kết quả mà anh mong muốn. Và anh có một cái suy nghĩ đó là điều trị như này thì sẽ rất là mất thời gian, cho nên anh cứ trì hoãn cái việc chữa trị này lại cho đến một cái thời điểm mà tình trạng mụn của anh nó ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là cái công việc của anh quá rồi thì anh mới quyết định là phải đi chữa ngay. Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì anh Đạt cho em hỏi là sau khi mà anh điều trị xong tại Chibon Spa thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Bản thân mình cảm nhận là cái việc chữa trị này thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Thì mỗi tuần mình chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 1 tiếng đến đây. Và anh thấy các bạn ở đây chăm sóc rất là chu đáo, nhiệt tình. Cái bước nặng mụn ấy, thì lúc đầu anh nghĩ rất là đau. Nhưng sau khi trải nghiệm rồi thì mình thấy cũng nhẹ nhàng và sạch sẽ. Và có một cái điều mình rất là ấn tượng, đó là sau khi làm xong thì mặt của anh không hề bị sưng. Về thì mình có thể đi làm hay đi chơi được ngay. Sau mỗi lần điều trị thì da mặt của anh nó được cải thiện dần lên và sáng hơn. Cho đến bây giờ thì các bạn có thể thấy đấy. Dạ vâng. Như các bạn có thể thấy thì trên tay mình đang là hình ảnh tình trạng ban đầu của anh Đạt khi mà anh Đạt vừa mới tới Chibon Spa để điều trị. Và các bạn có thể thấy thì cái nền da của anh Đạt thời điểm đó sần sùi, thô ráp này, không đều màu, mụn và thâm thì cũng rất là nhiều, do là trước đây anh Đạt đã từng tự ý nặn mụn sai cách tại nhà. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là làn da của anh Đạt đã được cải thiện hơn rất là nhiều, sạch mụn và hết thâm, da thì đã sáng khỏe hơn. Vậy thì anh Đạt cho em hỏi một chút là sau khi mà anh điều trị xong cái liệu trình này thì anh có thể chia sẻ cái điều mà anh ấn tượng và nó đã quyết định được cái sự thay đổi cuộc sống của anh như thế nào được chứ ạ? Kể từ khi mà da của anh hết mụn ý, thì anh cũng lấy lại được sự tự tin của bản thân. Khi anh gặp khách hàng thì anh thấy cái việc thuyết phục khách hàng nó cũng dễ dàng hơn. Và trong cuộc sống có nhiều người hỏi anh là sao đợt này làm gì mà da mặt đẹp thế, cũng khiến cho bản thân anh cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và anh thấy có một điều rất là đúng, đó là khi con người cảm thấy tự tin thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và anh Đạt ơi, có rất nhiều người đang xem video này. Và nếu như anh có một cái lời khuyên thì anh sẽ dành cái lời khuyên để chia sẻ cho những bạn mà đang gặp phải cái tình trạng mụn giống như anh trước đây được chưa ạ? Nếu các bạn đang bị mụn thì mình có một lời khuyên nho nhỏ dành cho các bạn, đó là hãy điều trị sớm đi. Điều trị sớm là một quyết định đúng đắn và nó đã giúp cho cuộc sống của mình tốt lên rất nhiều và nó sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn thay đổi. Vâng, cảm ơn anh. Và nếu như mà có một cái lời mà anh muốn chia sẻ cho những bạn mà còn đang ngần ngại đi điều trị thì anh sẽ chia sẻ điều gì ạ? Mình biết có những bạn đang xem video này cũng đang băn khoăn và tự hỏi rằng điều trị mụn ở đâu là nhanh và hiệu quả nhất. Và nếu các bạn còn đang băn khoăn và để tình trạng mụn của mình lâu như vậy thì hậu quả như thế nào thì các bạn cũng biết rồi phải không? Vậy thì hãy cho mình một cơ hội để đến trải nghiệm dịch vụ tại Chibon Spa để thấy cái hiệu quả mà Chibon Spa nó đem đến cho các bạn nó tốt như thế nào nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Đạt đã chia sẻ những cái lời khuyên rất là hữu ích cho những bạn đang bị mụn. Và hy vọng rằng anh vẫn tiếp tục ủng hộ Chibon Spa trong thời gian sắp tới. Và chúc anh Đạt luôn thành công và may mắn trong công việc lẫn như cuộc sống của mình. Xin chào và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chia sẻ của anh Đạt và Chibon Spa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người.